Vâng, Kim Thanh và Minh Phương xin được mến chào các thính giả. Chúng ta đang đến với Online 360 độ và đến với khách đến chơi nhà. Phải nói là trong ngày hôm nay khi sáng thức dậy đọc những cái tin tức liên quan đến Covid thì rõ ràng mình cũng cảm thấy là tình hình bây giờ hơi phức tạp rồi đúng không Phương ha? Dạ, có nghĩa là phải dùng cái từ là phức tạp đấy chứ ạ. Chứ cũng không phải là hơi đâu ạ. Tại vì thật ra thì những cái con số mà sáng ngày hôm nay Minh Phương cập nhật từ Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Thành phố Hồ Chí Minh thì thấy là số ca liên tục tăng. Sáng nay thì chúng ta lại có 6 thêm 6 ca nghi nhiễm mới nữa. Và tối ngày hôm qua thì đội ngũ y bác sĩ cũng đã rất là vất vả khi mà tiến hành xét nghiệm hàng ngàn người dân tại phường 15 của quận Gò Vấp. Rõ hình ràng như là 45.000 người. Thì chúng ta thấy là tình hình đang rất là khó khăn, và lúc này đây thì rất là mong là chúng ta sẽ cùng với nhau thực hiện đúng thông điệp 5K của Bộ Y tế để phòng chống dịch COVID-19. Thật ra thì ngoại trừ cái việc đó thì Kim Thanh cũng có nghe mọi người bạn bè trên Facebook nói với nhau sau khi đọc cái phần thông tin này, thì Kim Thanh nghĩ là chúng ta cũng sẽ cố gắng làm thêm, ngoại trừ cái quy tắc về 5K thì nếu mà chúng ta không có những cái việc gì cần thiết thì cũng hạn chế đi ra đường. Và bây giờ cái cách tốt nhất đó là chúng ta phải sớm có vaccine. Thì bây giờ cũng đã có một số lượng vaccine thì đã có dành cho những người thuộc tuyến đầu cũng như là dành cho Bắc Giang, Bắc Ninh rồi. Nhưng mà thật sự thì với hơn 90 triệu dân của Việt Nam thì chúng ta còn cần rất là nhiều nữa. Vì thế Bộ Y tế cũng như là các cơ quan chức năng cũng như là các đơn vị truyền thông cũng đang thực hiện những cái chiến dịch để chúng ta cùng chung tay góp sức mua vaccine về cho người dân Việt Nam cho nó an toàn hơn. Thì hy vọng là các thính giả nào nếu mà chúng ta có chút xíu điều kiện thì chúng ta cũng sẽ cùng với chúng tôi góp sức vào quỹ vaccine của Việt Nam nhé. Còn quay trở lại với khách đến chơi nhà ngày hôm nay thì phải nói đây từ cái hồi mà Kim Thanh mà làm khách đến chơi nhà tới giờ là cũng mười mấy năm, nhưng mà đây là một cái lần đầu tiên mà có một cái chương trình nó cũng hơi lạ như thế này. Chắc là Phương là tình hình mới, bình thường mới. Tức là ngày hôm qua thì thực ra là lúc đầu á, là muốn mời ekip của bộ phim Thương Con Cá Rô Đồng để sang đài thực hiện cuộc trò chuyện, bởi vì là bộ phim đang được mọi người rất là yêu mến. Nhưng mà vì cũng liên quan đến Covid-19 cho nên là cũng không có mời nhiều người, mà khoảng 3 người thôi, đó là diễn viên Hạnh Thúy, Hoàng Yến cũng như là Như Đan để qua đài. Thì chị Hạnh Thúy có nói là sáng hôm nay, ngày hôm nay thì chị Hạnh Thúy bận quá không sắp xếp được. Xong cuối cùng là hẹn được bạn Như Đan với Hoàng Yến. Thì xong ngày hôm qua thì buổi tối Kim Thanh nghe nói là nơi của bạn ở, các bạn ở là có F0 cho nên là các bạn không có được ra khỏi nhà. Ở nhà phòng chống dịch. Thành ra Kim Thanh nói chết rồi, lần đầu tiên mà khách đến chơi nhà mà không thấy khách đâu. Nhưng mà sáng hôm nay phía đoàn phim nói là chị Hạnh Thúy đã sắp xếp để qua đài được, thì phải nói là giống như là mừng ơi là mừng, giống như là chị là ngày hôm nay giúp cho khách đến chơi nhà có khách. Dạ, cảm ơn chị Tư. Chị Tư cảm ơn hai đứa. Dạ, nói chung là để sắp xếp qua đài ngày hôm nay thì cũng phải sắp xếp công việc riêng hơi khá nhiều đúng không chị ha? Thật ra là cũng bị ảnh hưởng bởi Covid đó mọi người ạ. Tức là tất cả các đoàn phim hiện nay đã ngừng quay rồi, tất cả các dịch vụ tụi Thúy đều mọi thứ là phải làm tại nhà và online hết. Và khi mà để tham gia cái chương trình khách đến chơi nhà này thì cũng đang nghĩ là liệu mình có nên đến trực tiếp hay không, hay là coi như là mình sẽ phải tự giãn cách. Nhưng mà khi mà các anh chị sinh hoạt rằng là đến với khách đến chơi nhà thì sẽ ngồi rất xa nhau, khách không có thân thiết lắm. Dạ, chung bởi vậy nãy giờ chúng ta không có ai tay bắt mặt mừng. Dạ. Chị Thúy thì đến đài khẩu trang rất là cẩn thận, khai báo y tế, và đi thì cũng chỉ dám đi một mình thôi, và nguyên ekip của chúng tôi thì cũng chỉ có vài người. Xong rồi chị Thúy mới nói là vậy thì bây giờ khi mà chị livestream thì chị có để mọi người thấy mặt chị, hay là bây giờ là chị vẫn đeo khẩu trang thì thôi cái khu bên đó có mình chị cứ thoải mái đi một lát, chị giao lưu xong rồi chị có thể là đeo khẩu trang trở lại đi về. Dạ. Chưa bao giờ mà đi chơi nhà ai mà cảm giác mà bị cô lập như bây giờ. Nhưng mà Thúy cảm giác rằng là cái sự cô lập này nó rất là cần thiết. Nói đùa thôi, nhưng mà Thúy nhìn bên kia thì thấy là ánh mắt của Minh Phương ha, ánh mắt của Kim Thanh rất là lưu luyến nhìn mình, thì mình biết là tình cảm nồng nàn lắm. Bây giờ chị thể hiện ánh mắt được thôi chị ơi. Dạ. Thì bây giờ là ngoại trừ chị Thúy
là ở có mặt phòng thu, nhưng mà hai đứa con của chị đúng không ạ? Thì bây giờ là vì F0 có ở trong cái chỗ các bạn đang ở, các bạn không đến đài được, thì Kim Thanh cũng nói thôi bây giờ chịu khó là dành một tiếng đồng hồ để ở nhà và kết nối điện thoại cùng với chương trình. Thôi ai muốn tố nhau cái gì giờ mình tố luôn cho nó tiện. Thì không biết là diễn viên Hoàng Yến đang ở đầu dây bên kia chưa ạ? Ở đây rồi nè. À rồi, mình gửi lời chào đến chị Hạnh Thúy cũng như là các thính giả đi Yến ơi. Dạ, con chào chị Tư. Tư chào con. Em chào chị Hanh, anh Phương và em chào tất cả mọi người đang theo dõi chương trình ạ. Ừ, rồi, còn không biết là Như Đan như thế nào rồi Như Đan ơi? Dạ em đây luôn nè. Trời ơi, nghe giọng ngọt dễ sợ luôn. Sợ gì Tư á? Nhờ tôi đánh riết mà giọng nó mới mềm được vậy đó con. Bây giờ là trước khi trò chuyện với các thính giả thì mình có muốn chia sẻ gì với nhau hay không? Có ai ăn hiếp ai trong quá trình làm phim rồi như thế nào hay không? Yến với Đan có muốn tố gì hay không? chị Đan, em thấy chị bị hành nhất đó, chị tố trước đi các em. Dạ đúng rồi, có mình chị chứ ai nữa. Thì sự ra là trong đoàn phim á thì không ai ăn hiếp em lại dì Tư của em hết. Mọi người cũng thấy rồi đó, em là bị đánh từ sáng đến tối, bị đánh suốt ngày luôn, đánh mấy tháng trời luôn, cho nên là em chỉ muốn nói là dì Tư, cho dù con bị đánh nhưng mà con vẫn thương dì Tư rất là nhiều. Chị bị đánh bị nghiền á. Ủa trời, vậy là gu em lạ luôn á đúng không? Gu em mà chỉ hợp với chị Thúy thôi. Trời ơi, đánh mà xong mà vẫn yêu thương như vậy, tức là cái gu này lạ, nó tức là mình có thú đau thương, mình ghiền vậy đúng không? Thương lắm, thương lắm, thương những cái thác, những cái đánh, những cái nhận đầu lắm. Những cái thác, những cái nhận đầu đi. Chị Thúy chắc là chia sẻ một cái là bí quyết là mình tát sao để cho người ta thương chị. Nghĩ là tại Đan nó đặc biệt, nó theo nhu cầu hành xác, theo trường phái hành xác đó mọi người ơi. Nhưng mà nói chứ thật ra là Kim Thanh muốn hỏi là cả chị Thúy cũng như là Hoàng Yến và Như Đan nè, là khi mà mình nhận được lời mời tham gia bộ phim Thương Con Cá Rô Đồng với cái vai của mình như vậy á, thì mình có suy nghĩ gì trước khi nhận vai không? Giờ trước hết là chị Thúy đi. Chị Thúy thấy trước khi vào phòng thu thì Kim Thanh có hỏi chị Thúy là chị ơi, đây có phải là cái vai ác nhất của chị từ trước giờ không? Thì chị Thúy nói không, hồi xưa còn có vai ác nữa, nhưng mà hồi đó thì truyền thông không có mạnh như bây giờ, cho nên là mọi người chưa có biết nhiều. Nhưng mà thôi bây giờ mình nói cái vai này đi, tại cũng lâu rồi mình mới vào một cái vai ác tới như vậy. Mà mặt chị thì lại rất hiền đó. Em chỉ thấy là chị đóng vai hiền khăm khổ rất ok. Không đâu, tại Kim Thanh thương, Kim Thanh nói vậy á. Chứ nếu mà đọc comment trên Facebook hay là YouTube á, thì mọi người kêu là con mụ này ác đến từng tế bào cơ. Ác đến từng tế bào. Có vẻ Phương cũng thích cái điều đó đúng không Phương? Thật ra tôi ý khi mà nhận cái kịch bản này á, và đọc cái kịch bản này ra trước đó, thì anh Hoàng Tuấn Cường có nói là Thúy sắp tới anh mời em vô cái vai đó nha. Thì thật ra là Thúy rất là thích cái cách làm việc của anh Cường. Cho nên là khi anh Cường nói thì có một số đạo diễn Thúy nói là anh mời dây quần chúng em cũng làm, và anh Hoàng Tuấn Cường là một trong những đạo diễn đó. Và nhận lời ngay, không cần biết rằng là như thế nào. Nhưng mà khi mà anh Cường đưa kịch bản rồi thì đọc thì Thúy cảm thấy rất là thích luôn. Tại vì nó là một cái vai mà rất lâu rồi mình không được thể hiện. Trong mấy năm nay thì mọi người thấy Thúy sẽ là những cái vai cam chịu, lam lũ, hiền lành, lúc nào cũng uất ức và đầy đau khổ hết. Đó. Cho nên là khi đưa một cái vai nó có một cái màu khác, một cái nét diễn khác, thì thực sự là mình rất là thích và rất là hào hứng. Thì và ngay sau đó là lập tức nhận vai không suy nghĩ. Tức là trong thời gian nhận vai thì thực sự mà tâm sự nha, bỏ sâu nhiều lắm á, tại vì là đi Đồng Tháp quay, và tôi nói là mình cần một sự tập trung nhất định cho cái vai này, tại vai này nó khác. Nếu như mình không tập trung đúng mức thì cái vai diễn mình dễ bị lai với những cái nhân vật khác á. Cho nên là gần như là tách cái công việc ở Sài Gòn ra để đi xuống dưới ở một cái thời gian khá là lâu trong cái thời gian quay phim. Cho nên hỏi là có nghĩ gì không? Không nghĩ gì hết á. Rồi lời lỗ làm sao chị? Đến giờ này thì mình thấy mình lời được lời chửi, được lời thương, được mọi người rất là quan tâm. Tức nghĩa là vì mình có một cái màu khác so với những cái nhân vật cũ của mình, cho nên là mọi người cũng rất là quan tâm, từ các anh chị trong nghề, truyền thông, khán giả, ngay cả gia đình cũng ngỡ ngàng, ngay cả con Thúy nó cũng kêu trời sao mày ác dữ vậy.
Xong rồi cô ấy rất là hả hê là đó thấy chưa, suốt ngày mẹ chửi con, bây giờ có người khác chửi mẹ rồi đó. Trời ơi, con cái có vẻ con như cái... là gia đình chị hạnh phúc lắm em ạ. Nhưng mà cho em dành sống chút xíu nữa là thật ra là khi mà em xem Trái Tim Quái Vật đó chị, trời, cái vai chị là em về em viết luôn status là chị Thúy là xuất sắc nhất trong lòng em luôn á. Trời ơi, chị nói thẳng luôn á, không biết các thính giả có ai xem phim đó, trời, chị Thúy đóng vai bà điên, trời, nó điên lắm. Thì, trời, nó điên thật sự luôn, mà nói chung là em không nhận ra đó là chị luôn. Chắc tại chị có máu điên trong từng tế bào. Mà cái quá trang của chị nữa, lúc sau coi em nói ủa cái người này sao mà nhìn vừa quen quen vừa lạ lạ, xong rồi may ngồi gần cái bên ekip đoàn phim thì ekip mới nói chị Hạnh Thúy đó, trời, ủa chị Hạnh Thúy đó, trời, nhận không ra luôn á. Thật ra khi mà đạo diễn Tạ Nguyên Hiệp mời cái bộ phim đó, cái vai đó, thì suy nghĩ là trời, đây cũng là một vai cameo thôi, nó nhẹ, nó sẽ rất là ngắn. Nhưng mà khi diễn thì thấy cái sự chỉnh chu của đạo diễn và ekip thì mình biết là vai này nó cũng có một cái giá trị nhất định ở trong phim. Và nhưng mà mình cũng không ngờ được là mọi người quan tâm đến cái vai nhiều đến vậy. Tại vì khi mà phim ra mắt xong thì về có nhiều bạn inbox nói là chị là diễn viên điện ảnh rồi đó. Và em rất là ấn tượng với chị. Ủa, rồi, làm như chị thấy từ xưa giờ lạ cái chuyện đó. Là các bạn thích cái vai đó, là em thấy chị chỉ xuất hiện có 3 hay 4 phần đoạn thôi, nhưng mà em cảm giác là đây mới đúng là chất điện ảnh của chị nè, kiểu vậy đó. Và trên status mọi người cũng ngỏ lời khen, xong rồi nhất là mấy bạn học trò, được là các bạn học trò với bé con Thúy là share liên tục cái poster có hình mẹ. Là một số người cứ tưởng là mình đóng vai nam nữ chính cơ, mà mặc dù mình chỉ là cameo. Rồi còn với Yến thì như thế nào Yến ơi? Cái vai của mình á, khi mình nhận vai mình thấy vậy, mình có thấy là đúng gu của mình không, mình thích vai đó không? Dạ, thật ra thì em cũng giống như cô Thúy á, là từ bé là em đa số là em được diễn những vai gọi là có hoàn cảnh và số phận bi thương nhiều hơn. Nên là trong em có cái sao khác được đóng những cái vai phản diện như vậy. Nên là khi mà anh Hoàng Tuấn Cường có ngỏ ý và nói là có nói trước với em luôn là vai này là bị ghét nhiều lắm đó nha. Chị thấy xong được em, điều đó em. Dạ. Em cũng thấy. Xong rồi em nói với anh Cường là dạ gu em anh ơi. Gu cũng lạ luôn ha. Anh Cường ơi. Tức là sao ta? Ở đây anh cắt lời Yến là để nói câu là dạ, anh Cường ơi, chúng em đã thành công rồi. Comment chửi bà Tư với lạnh quá trời. Dạ chửi quá trời chửi, đọc không biết vui hay buồn luôn. Nhưng mà quan trọng á là chửi thì chửi, nhưng mà sau đó là nói là chửi là do là đóng đẹp quá, chứ mà chửi mà đi ra đường mà bị ai đó chửi vô mà nhớ luôn sợ cái là sợ thiệt đó chứ. Chửi hai gì cháu nhưng mà lại thương phim thì tôi nghĩ là bộ phim đã tạo được cái cảm xúc rất là lớn rồi khán giả. Rồi, nói chung là cái Hoàng Yến thì cũng có cái thú đau thương, thích nghe bị chửi. còn Như Đen thì chắc là mình không thích bị chửi đúng không? Chỉ thích bị đánh thôi. Đúng rồi, em vừa định nói luôn là em thích bị đánh. Nhưng mà có bao giờ em bị ám ảnh trong giấc ngủ của mình hiện tại không? Em nói là có đấy, em nhớ. Không phải em bị ám ảnh. Ngủ là nó cứ lờ quần những cái hình ảnh của mình đó. Nghĩ chị Tư đi ngang đầu giường. ý anh Minh Thương hỏi Như Đen á, là ví dụ như có khi nào mình đang ngủ mà mình nhìn thấy tự nhiên có cái mặt chị Thúy xong mình nghĩ là sắp bị đau nữa. Sáng ra đánh đề có mặt chị Tư. Đang không dám nghĩ tới. Thật ra cái tuyến nhân vật của ba gương mặt mà ngày hôm nay là giao lưu với các thính giả rất là đặc biệt, là một người á là có cái thú là gây tổn thương cho người khác, một người thì thích được tổn thương, một người thì thích bị chửi. Nói chung là nó lạ lùng lắm. Thì Kim Thanh cũng thông qua cái hotline của chương trình là 028 3910 4866 thì cũng đã nhận được một số cuộc điện thoại từ các thính giả rồi. Thì nhưng mà trước đó thì Kim Thanh có lướt qua cái phần comment trên livestream á, thì mọi người nói là chia sẻ với lại chị Hoàng Yến và Như Đen rất là nhiều, tại vì các bạn cũng biết là hai người đang ở cái khu vực mà có F0 nên không được đi ra đường rồi. Hình như là fan biết hết rồi đúng không Yến hay Đen ha? Ủa sao
sao thông tin mà lẹ dữ vậy ta? Thấy đọc comment là mọi người nói là chị Yến với chị Đen là bây giờ khỏi đi ra nhà rồi nè. Thì mà mình cũng mới nhận thông tin là ngày hôm qua thôi đúng không ha? Dạ, đúng rồi, chiều hôm qua luôn. Trời, cái cảm xúc của mình lúc mà nhận cuộc gọi đó như thế nào ha? Trời Phương ơi. Em đứng hình trong 10 giây anh ạ. À. Rồi. Tức là bây giờ mình có ảnh hưởng gì kế hoạch của mình hay không ha Yến ha? Dạ, dạ có. Em phải hủy hết những cái lịch sắp tới để mà cách ly an toàn ở nhà. Dạ. À, còn dạ. Đan thì có bị ảnh hưởng gì không? Dạ, ảnh hưởng nhiều luôn hơn lần khác đó chị. À. Dạ. À, em bị ảnh hưởng hết tất cả, hầu như là công việc của em là dời lại hết. Tất cả mọi người cũng đi về lịch luôn. Ừ. Nhưng mà dạ. Từ cái hồi 2020 cho tới bây giờ là hai bạn có bao giờ là ở trong cái khu mà phải bị mà cách ly như thế này, cách ly y tế như thế này hay không? Dạ, dạ không, đây là lần đầu tiên trong cái trường hợp này đó chị. À, là Yến với Đan y vậy luôn đúng không? Dạ đúng rồi. À. Dạ. Tức là bây giờ mình bắt đầu sẽ có những cái cảm nhận thôi, khi nào mà mình xong 21 ngày lúc đó có thể mình qua lại chương trình mình chia sẻ cái cảm nhận 21 ngày ở nhà thì như thế nào. Thôi ở luôn tháng cũng được cho chắc ăn luôn. Thật ra tôi nghĩ là cái đợt dịch lần này á, cái sự ảnh hưởng nó không chỉ tác động đến một bộ phận nào hay một cá nhân nào mà tất cả mọi người sẽ bị ảnh hưởng theo kiểu này hay kiểu khác. Và tôi nghĩ rằng là cái sự tự nguyện mọi người hợp tác vì sự an toàn chung nó rất là quan trọng. Tại vì bạn có thể ở nhà một tháng nhưng sau đó chúng ta sẽ an toàn. Còn nếu mà mình cứ y mình đi ra ngoài thì không thể biết được chuyện gì xảy ra. Biết được chừng sau đó bạn phải ở nhà một năm và lâu hơn như vậy nữa. Thành ra là kêu gọi mọi người nếu muốn hết dịch, nếu muốn an toàn, nếu muốn mọi thứ giải quyết nhanh, cái tình trạng gọi là khó khăn này qua nhanh thì chính chúng ta phải ý thức, phải bảo vệ và phải chung tay bằng những cái hành động nhỏ như vậy. Dạ. Bất tiện một chút nhưng mà sẽ mang lại một cái lợi ích lớn. Dạ, nhưng mà với chị Thúy thì chị có bị ảnh hưởng nhiều lắm hay không ạ? À? Thực sự là chắc chắn điều đó là có rồi. Nhưng mà Thúy đang biến tất cả những sự ảnh hưởng đó trở thành một cái lợi thế và coi như là mình lại không biết là sống chậm hay chết chậm. Thúy nghĩ là mình đang sống chậm. Ví dụ như là cái thời gian mà mình phải ở nhà thì mình sẽ hoàn thành những cái bài viết của mình, hay là mình viết truyện, viết báo, viết kịch bản, duyệt phim. Mình có thể họp online được, chỉ trừ đi quay là không trực tiếp được thôi. Chứ còn Thúy nghĩ là bây giờ cái phương tiện online và giao dịch qua điện thoại nó hiệu quả lắm. Mình có thể giải quyết được rất là nhiều thứ qua những cái phương tiện truyền thông đó, cái công nghệ số đó. Thành ra là mình sẽ phải thay đổi cái cách làm việc của mình để phù hợp hơn, để làm sao cho cái việc bị cách ly hay là giãn cách xã hội hay là những cái gì đó có thể xảy ra trở thành một cái phần của cuộc sống một cách tự nhiên. Và mình không cảm thấy nó là một cái áp lực, một cái sự khổ sở, thì mình sẽ sống với nó một cách dễ dàng hơn. Ở trên livestream thì Kim Thanh có đọc được comment fan của Yến đó. Yến nói là Yến ở đâu tới mấy bạn tới thăm, nhưng mà thôi Kim Thanh cũng nói luôn ở đây là mọi người muốn an toàn đừng làm ơn đi thăm. Nói đùa là báo công an à? Nói là báo công an đó. Trời ơi, nghĩ sao mình ta đang cách ly thế đòi tới thăm. Trời. Không, nhưng mà các bạn có thể mang lương thực đến được ạ. À, sau đó rồi đặt nó xong rồi tụi mình sẽ lấy cái móc tụi mình kéo vô khử trùng và sau đó sử dụng. Rồi bây giờ chắc là chúng tôi xin được kết nối với thính giả đầu dây bên kia. Alo. Em chào chị Thanh, em chào anh Phương. Ừ. Em chào bà Tư. À, bà Tư chào con. Rồi chào còn hai người nghe điện thoại là Hoàng Yến và Như Đan nữa bạn ơi. Em chào chị, phải nói chắc là bạn quá, bạn Yến như là bạn Như Đan. Hai diễn viên trong bộ phim Thương Con Cá Rô Đồng. Mà phải nói là khi mà chỉ mới phát sóng đến hôm nay là hình như nếu em đón không làm chiều thứ bảy này là sẽ là tập 5. Thì Tập 9 rồi. Dạ. Rồi. Em xem riết rồi, cái em giống như em bị lộn tập. Với V3 chỉ coi chừng gì tư. Em hóng cái bộ phim này cực kỳ hóng, cứ đợi tới ngày thứ bảy và chủ nhật để đón xem bộ phim này. Và đặc biệt là em thích cái nét diễn của hai diễn viên, phải nói là không phải hai diễn viên này mà hình như là cái chị em của Thương nhớ luôn à. Thích diễn viên này. Và chắc là em sẽ đặt câu hỏi cho chị Hạnh Thúy trước. Không nhận bản ghi chép luôn rồi, bản ghi chép hết sức luôn đó. Chắc chắn là mới về lấy bằng lái xong. Dạ, em chào chị Thúy. Chào em. Được biết là chị Thúy là một diễn viên, phải nói là một diễn viên kịch nói, là em theo dõi chị Thúy nhiều lắm, từ những cái vai diễn kịch nói rồi đến sân khấu cải lương. Và đây là
lần đầu tiên mà em xem bộ phim mà chị Thúy có một cái vai phải nói là cực kỳ phản diện luôn à. Phải nói là khi mà xem bộ phim này nhiều lần em ngồi em coi phim em nói trời sao tôi ghét cái bà này ghê, bà ngoài cho tôi quánh bà chết. Trời ơi, em có ẩn ý gì trong câu hỏi này? Không, dạ, cái câu này ở ngoài nhiều người nói, ai cũng hâm là gặp ngoài là quánh mà hên ghê, chưa gặp ai ngoài cả. Em ơi, mình gặp dạ nhau trên livestream thôi nha. Dạ. Đối với những cái vai diễn như thế này á, thì với diễn viên Lê Phương là hoặc là diễn viên Thanh Thức thì nó quá bình thường rồi, tại vì hai anh chị này cũng đã thường tham gia những bộ phim truyền hình. Thì đối với chị Thúy á, khi mà tham gia bộ phim này và đóng với những cái diễn viên trẻ như là chị Hoàng Yến và chị Như Đan á, thì chị có gặp khó khăn gì hay không? Tại vì mấy anh chị diễn viên kia thì còn quá trẻ, và cái bộ phim này thì nó phản ánh về cái nhân vật là dưới quê, phải nói cực kỳ quê luôn. Thành ra là chị có gặp khó khăn gì khi mà diễn, hoặc là khi mà lấy đi những cái cảnh xúc động, rồi những cái cảnh mà phải nói là đánh đồ đó, thì chị có gặp khó khăn gì khi mà diễn chung với lại những diễn viên này không ạ? Cảm ơn em rất là nhiều vì em đã quan tâm theo dõi và quý mến chị, mặc dù là có ham đánh, tôi ghim câu này nha. Và Thúy thì không đóng cây lương nhiều đâu đó, chỉ đóng một hai vở thôi mà bạn cũng biết, thì thật sự là rất là cảm ơn bạn. Còn nếu mà hỏi là khi mà diễn với các bạn diễn thì có khó khăn gì không, thì với hai bạn Hoàng Yến và Như Đan, thì Như Đan là một sinh viên của trường nghệ thuật sân khấu Đại học Sân khấu Điện ảnh Thành phố Hồ Chí Minh, và bạn ấy cũng đã có kinh nghiệm làm nghề rồi, cho nên là gọi là nếu mà khó khăn thì cũng không có khó khăn gì, vì Đan một bạn rất là nhạy cảm và rất là chịu khó để học hỏi, rất là chú tâm cho công việc. Còn với Yến thì có thể là diễn viên trẻ nhưng mà bạn là thâm niên nghề mười mấy năm rồi ạ. Ngày xưa là Yến đã là một diễn viên nhí và diễn rất là tốt, và thậm chí là có nhiều lần Thúy nói là diễn với Yến mình sợ. Yeah. Bởi vì có những cái cảnh khóc á, con khóc rất là nhanh, khi mà con còn bé nói phát là khóc liền, tâm lý vô rất nhanh, còn mình là lớn rồi cái mình cảm giác là mình bị chậm á. Diễn với các bạn mình cảm giác là những cái cảnh mà gọi là cần nước mắt mình rất là sợ, cho nên hai bạn này thực ra là đều là kỳ cựu hết, và đàn chị của chị trong nghề đó em ơi. Áp lực chưa? Em mới đang cảm thấy như thế nào khi chị nói vậy. Thôi em sợ quá. Sợ bị quýnh. Nhưng mà phía chị Thúy là như vậy, còn với Yến là Yến khi mà đóng với chị Thúy là mình có sợ hay là có giống như là bạn thính giả mới hỏi hay không, mình có suy nghĩ điều gì hay không, mình có bị áp lực gì hay không? Dạ, thật ra là em với lại cô Thúy đã biết nhau từ lúc mà em còn bé xí rồi. Nên là lúc mà biết là trong phim này đóng với cô Thúy thì ban đầu lúc mà chưa đi quay thì em có cảm giác rất là thích, rất là nôn nao, tại vì em thích cô Thúy là từ bé tới giờ rồi. Cô chờ bé thứ hai của con á con. À dạ. Tuy nhiên. Tuy nhiên khi quay chung thì em cũng áp lực không ít. Là em nghĩ là cô sẽ, tại vì hồi bé là cô đối xử với em là con nít á. Yeah. Còn bây giờ cô đối xử với em khác rồi. Cô của ngày xưa. Chết rồi. Cô của ngày xưa đâu. Thay đổi quá rồi. Mà cô Thúy thì, tại vì em càng lớn thì cái nhìn của em sẽ càng khác. Em ví dụ hồi bé em chỉ coi, tại vì cô có dạy em diễn xuất một vài buổi á. Xong rồi trong mắt em đối với cô chỉ giống như là một người cô đang dạy mình thôi. Nhưng mà càng lớn thì em nhìn cô Thúy nó khác nhiều lắm. Về em để ý cô Thúy về cả diễn xuất, về cách sống ngoài đời, và em học hỏi cô rất là nhiều. Và em cảm thấy là mình khá là may mắn khi mà được quay chung với cô Thúy. Yeah. Trời ơi, con ơi, lát nữa cô gửi ly trà sữa vào chung cư con nghe. Còn Như Đan sao em? Dạ, như em quay với chị Thúy à. Thực sự là nó có hơi mất cười là tại vì em không có quay nhiều như bé Yến, nhưng mà không có tiền nhỏ. Sau khi ra trường thì đây cũng là bộ phim truyền hình đầu tiên của em luôn. Cho nên khi mà em được gặp các anh chị nghệ sĩ, khi được làm chung với các anh chị nghệ sĩ, em như một con dở người á, em cứ lén lén nhìn hoài à. Em nhìn chị Thúy, nó sợ hồi xưa giờ mình mới được nhìn ở ngoài đời, để em nhìn anh Thất, em nhìn chị Phương, em mới tất cả mọi thứ với em này là lạ lẫm lắm. Wow. Khi làm được khi làm việc chung với chị Thúy thì em cảm thấy như là em với chị Thúy mình hai người có thể là thân nhất trong đoàn, em cảm thấy vậy. Chị Thúy rất là gần gũi và dễ thương.
Nhất có là sau mỗi cú đánh đúng không? Không phải đâu, có nhiều người ghen luôn á Kim Thanh à. Có nhiều người ghen luôn á, tại vì cứ diễn nhau ra xong cái hai đứa ôm nhau, hôn nhau, rồi dẫn nhau đi ăn, chở nhau đi 30 cây số chỉ để ăn một đĩa ốc. Xong mọi người hỏi là ủa rốt cuộc có khi nào là chị sau khi sanh hai đứa con và con chị trưởng thành thì chị chuyển giới hay không? Bởi vì em cảm giác là chị yêu như đang rất thật. Không, chắc là Đen ơi, chắc là chị Thúy là kiểu như là bù lại, chị lỡ chị đánh ở trong phim này này kia đó, cho nên là chị bù lại cho em đó. Dạ, em biết. Rồi, bạn ơi, rồi bạn có thắc mắc cái cảnh nào ở trong phim muốn cần là những người ở đây là giải đáp hậu trường hay là như thế nào không? Tại vì không có mặt, chứ không có mặt yêu cầu diễn lại. Khi mà em xem phim thì chắc là em đặt một câu hỏi cho chị Như Đan với lại bạn Như Yến đi ha. Khi mà cầm cái kịch bản của bộ phim này thì cái bộ phim này thì nó phản ánh đúng cái chất đồng quê nè, đúng là những cái kiểu giống như là trẻ em mồ côi, mà cái bộ phim này thì nó phản ánh cái kiểu giống như nó sát với thực tế bên ngoài luôn đó. Khi mà hai người chọn cái vai diễn này, cầm kịch bản này thì có cảm thấy lo trong lòng không? Tại vì nếu như mà mình làm không đúng với lại cái kiểu giống như là cái nét diễn của cái những cái người đồng quê á thì nó lại không ra. Mà mình bản chất là giống như là người thành phố á, thì thường thường á, thì ít có nắm được những cái tập quán của những người mà đồng quê á. Thì khi mà hòa mình vào vai diễn này á, thì Như Đan với lại Hoàng Yến có cảm giác là có cảm thấy lo chuyện gì không? Nếu mà mình làm không ra cái nhân vật này á, thì là mình là bị ném đá. Còn nếu mà mình làm mà chưa tới thì khán giả lại cảm thấy không đã. Thì hai bạn có lo về cái vai diễn nhiều lắm không ạ? Thôi Yến nói trước đi Yến. Dạ lo lắm, em rất là lo luôn. Tuy là gu em nhưng mà em phải nghiên cứu rất là kỹ, em nghiên cứu rất là một khoảng thời gian, cũng không chắc là không dài cũng không ngắn, nhưng mà nó em nghĩ là em cũng đã cố gắng để mà nghiên cứu cái nhân vật này. Thì chị Lê Phương có đợt em nhớ chị Lê Phương nói với em là em để ý nè, mình quay phim là miền Tây thì cách nói chuyện của mình không thể nào mình đặt ở trên Sài Gòn được. Mình phải có những cái từ địa phương. Ví dụ như là chữ R thì mình hay nói thành chữ G, rồi. Đúng như vậy. Xong rồi em lúc đó là chị Phương nói em mới để ý, chứ trong lúc nghiên cứu em không có ý tới là mình phải diễn mình phải nói tiếng địa phương nữa. Xong rồi em có tập cũng phải tập. Rồi riết là em ra ngoài, cái thời gian mà em quay là em ra ngoài nói chuyện với gia đình em hay gì, em cũng gọi rồi con nói mẹ nghe này, ý là thành giọng miền Tây luôn. Mà cái vai diễn này thì em lúc đầu á là anh Hoàng Tuấn Cường có nói với em á là em phải cái vai diễn này là nó phản diện thiệt, nhưng mà em phải hiểu, em phải diễn làm sao cho người ta hiểu là con bé này nó ngang bướng tại vì nó được cưng chiều, chứ không phải là cái bản chất nó là như vậy. Nó rất là khó với em rất sợ mình bị diễn giống như là bị láo, bị chân bản chất, nên là em lúc nào em cũng phải trong đầu em cũng lúc nào cũng phải nhớ là con bé này nó được cưng nên là nó mới hư, thì nó hư sẽ kiểu khác chứ không phải là hư tại vì một con nhỏ mà có bản chất nó hư hỏng. Dạ, nên là em cũng hơi căng lắm. Rồi còn Đan thì sao? Dạ còn em thì rất là khó khăn, tại vì em từ nhỏ đến lớn không có tiếp xúc nhiều với lại chứ quê cảnh mấy cái đồng quê hay là những cái mà đặc trưng trong phim á, như trời dịch trời ruộng lúa hay nọ hay nhỏ, nên em không có được tiếp xúc nhiều. Nên khi mà em nhận kịch bản á, lúc đó em nói là chết rồi, không lẽ giờ mình phải đi một cái tour vòng quanh mười mấy tỉnh miền Tây đó, em phải nghĩ trong đầu vậy luôn á. Xong rồi em mới nói với mẹ là mẹ hồi đó mẹ ở đâu vậy, rồi giờ ở dưới quê như thế nào, là con đi với mẹ chơi đó. Rồi em với mẹ thì có đi một chuyến xuống với Long An, rồi đi ngắm mấy cảnh đó để mà dễ hình dung khi mà đọc kịch bản. Và rất là khó, cái nhân vật của em là nó không có phải là tính cách của con người ở ngoài đời của em nữa. Ở ngoài đời thì em rất là hoạt bát, vui vẻ, rồi vô tư lắm, chứ không có phải ghi nhớ. Trong khi thực sự là khi đọc kịch bản thì em cảm thấy khó về cả cái mặt hình dung, về bối cảnh nè, về tâm lý, về nhân vật, nói chung là khó hết. Nhưng mà anh Cường anh đã làm tâm lý cho em rất là nhiều, anh đã
trao dồi rất là nhiều kiến thức về miền Tây, về đất diễn, về nhân vật cho em. Cho nên thật sự là nếu mà để có nhớ của một ngày hôm nay thì em thấy coi là cảm ơn anh Cường, cảm ơn ekip, cảm ơn mọi người rất là nhiều đã giúp đỡ em từ một cô gái gần là thành thị xuống một cô gái quá trời nông thôn luôn. nông thôn hóa đô thị. Nhưng mà chị Thúy xem cái phần diễn lại của Yến với Đan thì chị Thúy thấy như thế nào? Đạo diễn Hoàng Tuấn Cường nổi tiếng là chỉnh chu, yeah. Cho nên chắc chắn rằng khi anh ấy đã đồng ý, nghĩa là mọi người đã làm tròn cái vai diễn của mình. Và bản thân Thúy là cảm giác rằng là mình cùng với các bạn, không biết là khán giả có cảm thấy gì hay không, nhưng mà bản thân Thúy nghĩ rằng là cái sự yêu thương của mình đối với nhân vật, đối với vai diễn và cái chú tâm vào công việc á, thì ít ra rằng cái màu của miền Tây đã được các diễn viên vẽ lên nó khá là đậm nét. Từ trang phục cho tới đôi dép đi, cho tới tóc tai, quần áo, đạo cụ, rồi mọi thứ, mọi người đều rất là cố gắng để mang cái màu của cuộc sống vào trong với cái nhân vật của mình. Rồi, bạn thấy hài lòng với câu trả lời của cả chị Thúy cũng như là Yến của Đan chưa? Em hài lòng rồi, và lúc nãy chị Thanh có hỏi là có cái cảnh nào mà em còn đang thắc mắc. Giải thích hậu trường á, là có cái cảnh mà bà Tư bà trôm tiền đi đánh đề về hết, cái bà nói là ông trộm đó, xong cái bà lấy cây dao ra bà để lên cổ bà tự sát á chị. Em không biết lúc đó là cây dao thiệt hay là cây dao giả, mà lúc đó rồi là cây dao đó, nếu mà cây dao thiệt thì đã có nghĩa là đã có xử lý hậu trường chưa, chứ tại em thấy cây dao thì cũng nhìn qua màn ảnh thì em thấy nó thiệt đó, nhưng mà không biết là cái phân đoạn nó có khó lắm không chị Thúy? Tức là khó thì chắc chắn là khó rồi, tại vì những cảnh đông mà hành động nhiều rồi tâm lý nâng đẩy cao rồi kiểu di chuyển qua lại thì chắc chắn là cái cảnh đó dàn dựng và mise-en-scène rất là khó, mất cả một buổi sáng cho cảnh đó. Về con dao thì có hai dao, một dao là bằng gỗ nhưng mà thiết kế họ cũng làm rất là khéo léo để nó giống y hệt dao thật, đến nỗi mà đặt hai con dao cạnh nhau Thúy cũng không biết con dao nào là giả, con nào là thật luôn, bởi vì họ làm rất là giống. Và trong cái cảnh mà từ ở trong chạy ra thì sẽ cầm con dao thật, nhưng mà những cái đoạn mà kề dao lên cổ với lại là cắt tay thức thì đương nhiên phải là con dao giả, và kể có là dao thật đi chăng nữa thì cũng sẽ được mài lưỡi cho nó tù cái lưỡi đi. Luôn luôn trong tất cả các công tác ghi hình thì đoàn phim luôn đặt cái an toàn của diễn viên và cái nhân sự lên hàng đầu. Nhưng mà cảnh cũng éo lè ha, thằng bà Tư này công nhận cái vai tức lạ. Thế nói ha, bản thân mình mà khi coi lại mình còn thấy ghét á, nói trời ơi, xong mà nhìn mặt con mẹ này thấy ghét quá, vừa ác vừa xấu vừa gian vừa đủ thứ hết. Nhưng mà được cái là khi cái diễn cái vai này á, Thúy không có đặt mình là phải ác. À, mọi thứ Thúy cứ nhìn thực ra những cái nhân vật như vậy mình có thể thấy ở đâu đó trong cuộc sống, rút của người này một tí, rút của người kia một tí, rồi xong rồi mình lấy cái cảm giác mà mình phẫn nộ khi bị người khác đối xử như vậy để mình hình dung là mấy đứa cháu mình mà nó thấy nó sẵn phẫn nộ như vậy nè. Và cứ Thúy, bản thân Thúy thì thực sự mà nói, nếu mà kinh nghiệm diễn xuất thì đại đa phần là Thúy đều nhìn ở đâu đó trong cuộc sống những cái nhân vật mà mình thấy, và xong rồi khi nào bắt gặp một cái nhân vật mà trùng khớp thì Thúy sẽ rút những cái nét của những người đó ra để mình diễn. Dạ. Yeah. Rồi, được không bạn ơi? Kim Thanh nghĩ là nãy giờ là gần hết giờ có một mình bạn thôi đó. Em cảm ơn rất là nhiều. Cảm ơn bạn rất là nhiều. Cảm ơn Như Đan và Hoàng Yến. Chúc mọi người có một buổi sáng thật là vui, và trên bước đường thì lúc nào cũng thành công. Cảm ơn chị Thanh, cảm ơn anh Phương rất nhiều. Rồi, cảm ơn bạn. Một bạn là phải nói là cũng theo dõi bộ phim rất là sát, rất là kỹ. Chúng ta sẽ kết nối với thính giả tiếp theo, nhưng mà trong lúc đó thì ở trên livestream có nói là cô Hạnh Thúy ơi, cô tuổi gì mà trẻ quá vậy à? Ai cũng khen câu này, tại vì thường Thúy đóng vai già không à, lúc nào vai Thúy cũng được khoảng 50-60 tuổi, thậm chí là 65 tuổi, cho nên ai gặp ở ngoài đời cũng khen ôi sao trẻ vậy, nhưng mà khi nói tuổi ra thì mọi người cũng nói là cũng không trẻ lắm. Là do đóng vai già nhiều, đóng quá đóng vai già xong mọi người cứ hình dung là mình rất già. Mà thấy là mọi người đa phần cũng comment là chị Thúy thì chị đóng những cái vai mà khắc khổ thì mọi người thấy đồng cảm rất là nhiều. Thành ra cái cú này của chị cũng làm cho người ta bị sốc tâm lý một xíu. Vâng, và chúng tôi xin được kết nối với thính giả tiếp theo ạ. Alo. Dạ alo. Bạn ơi, tên gì bạn ha? Dạ em tên Vi ạ. Vi đang ở đâu nè? Dạ em ở quận 12.
Rồi, quận 12 chỗ đó an toàn không bạn? Dạ, an toàn chị. Ok, nhưng mà ngày hôm nay là có Hoàng Yến với Như Đen là phải kết nối qua điện thoại nè, tại vì tạm thời cũng phải bị cách ly y tế rồi, có chị Hạnh Thí ở trong phòng thu thôi. Bây giờ bạn muốn hỏi ai nè? Dạ, vậy em hỏi chị Hạnh Thí trước nha. Hỏi chào Vy. Dạ, chị Hạnh, em chào chị. Thì em cũng có theo dõi chị nhiều á, thì em thấy trong phim Thương Con Cá Rô Đồng ở đây nè, thì em thấy chị đảm nhận một cái vai thì cũng thấy là gây nhiều sự thù ghét á. Không biết là chị có gặp nhiều khó khăn không ạ? Sao giọng Vy nghe quen ta? Ủa, là sao, người quen hả chị? Không, không, tức là cái giọng giống như giọng một cái bạn học trò của Thúy á, giọng rất là quen. Ồ, phải không Vy? Nhưng mà tên thì không phải. Không, không phải, giọng em thì nó đại trà. Tên thì không phải. Đó, là tám xong quên câu hỏi của em rồi đó. Vy hỏi gì chị quên rồi đó Vy. Ý là cái vai diễn của chị trong Con Cá Rô Đồng á, em không biết là chị có gặp nhiều khó khăn không? À, thật ra thì mỗi vai diễn nó đều có cái khó là làm thế nào để mình vô được nhân vật, xong rồi làm thế nào để mình làm được cái điều mà nhân vật cần đó. Còn khó khăn thì bản thân Thúy thật ra vậy nè, trong cái quá trình làm á có thể nó có khó, nhưng mà khi xong thì tất cả những khó đó Thúy quên sạch, tại vì Thúy nghĩ là cái khó đó nó là một phần của công việc, thì khi mình làm thì cái khó đó nó bắt buộc mình phải vượt qua, mình phải hoàn thành, và nó là một cái trở ngại, một cái áp lực để mình phấn đấu để mình làm được một kết quả tốt. Cho nên khi mà xong rồi hỏi lại có khó khăn gì không thì Thúy không nhớ là có khó khăn gì hết trơn á. Tôi nghĩ nó là cái một cái phần của công việc, nếu như nó có khó khăn và phải có khó khăn thì mình mới quý trọng cái giá trị của thành công. Bản thân Thúy từ xưa đến giờ chưa làm cái gì mà dễ, cho nên khi làm cái gì mà dễ quá cái Thúy nói ủa chết cha sao nó dễ dữ vậy ta. Cho nên nếu mà hỏi khó thì Thúy nghĩ chắc là cũng khó, nhưng mà nó quên mất tiêu rồi Vy ơi. Dạ. Em thấy cái vai này chị diễn kiểu như là một cái vai khá là độc ác luôn á. Độc ác cũng nhiều chứ không phải là khá đâu á. Dạ, em thấy bị mọi người ghét rất là nhiều luôn, nhưng mà em coi thì em cảm thấy rất là ngưỡng mộ vì chị diễn được rất là xuất sắc như vậy á. Thế thì cảm giác rằng là rất là cảm ơn Vy đã thương bà Tư mà nhận xét, và thương Thúy mà nhận xét như vậy. Thúy thì nghĩ rằng là cho dù người ta có ghét bà Tư đến cỡ nào đi chăng nữa, cũng vì là bà Tư thương mấy đứa cháu và thương phim, cho nên là sẵn sàng đón nhận cái sự ghét của mọi người. Nhưng mà đóng vai ác mà mọi người không ghét thì là thất bại đó chị. Đúng rồi đó. Trong phim này thì em cũng thích một bạn bạn Như Đan á, em cũng có theo dõi bạn cũng lâu rồi, cho nên em muốn hỏi bạn Như Đan một câu hỏi. Hỏi cho bạn. Em thấy trước đây em có theo dõi bạn thì bạn hay đóng những cái vai sitcom, phim học sinh dễ thương á, xong rồi đến khi phim Cá Rô Đồng thì thấy bạn hoàn toàn khác luôn, cho nên là em cũng muốn hỏi bạn là bạn hóa thân vào nhân vật này thì bạn có gặp nhiều khó khăn không? Hello Vy, cảm ơn câu hỏi của Vy nhiều nha. Thực sự là đúng là đó giờ đang chưa bao giờ làm nhận một cái vai diễn nào mà nó có nét tương đồng hay là gần gũi với vai nhớ như vậy hết. Thì rất là khó khăn để mà đang hóa thân như là tóc tai, trang phục, giày dép, nhân vật nữa. Thực sự là rất là khó khăn luôn. Cái gì nó gần gũi thì chắc cũng sẽ dễ hơn. Còn cái này thì khi đọc kịch bản thì thấy nhớ rất là khác so với bản thân mình, thì đang cảm thấy là đang rất là được bị rối cái đoạn đầu, khi mà hình dung ra cái nhân vật thì đang sẽ rất là bị rối và đang phải tư vấn, nhờ rất là nhiều anh chị tư vấn và cả đạo diễn và phục cho này nọ thì mới ra được cái tạo hình của nhớ. Rồi sau đó thì đang mới bắt đầu nhập tâm vào nhân vật và quên mất cái con người hiện tại của đang luôn. Lúc đó thì mấy tháng trời đang chỉ sống trong nhân vật là mình là một cô gái quê. Nhưng mà yeah. Đan ơi, thật ra là có rất là nhiều cái khó, nhưng mà đối với Đan cái nào là mình cảm thấy là mình thấy nó khó nhất, mình cảm thấy là áp lực nhất á, là phải đóng với chị Thúy không? Yeah. Đóng với chị Thúy xong thì mỗi buổi tối thì em sẽ được bù lại, cho nên là em thấy bình thường, không khó. Thì cái khó nữa là cái cách diễn thôi, tại vì em rất là
diễn tả mọi cái cảm xúc của mình. Em có xem nói vậy hết á, nhưng mà khi mình vai cũng nhớ thì tất cả mọi thứ là em muốn bộc lộ là em không được nói luôn. Em cứ sợ và cứ phải diễn bằng đôi mắt thôi, cho nên em cảm thấy rất là khó. Giống như là mình bị bí bách cái con người của mình vậy đó chị. Dạ. Rồi, được chưa Vy ha? Dạ. Rồi, em cảm ơn mọi người rất nhiều. Cảm ơn Vy. Rồi, cảm ơn bạn Vy, cũng là chắc là bạn này là đặc biệt quan tâm đến Như Đan cũng như là các vai diễn của Đan ở trong các bộ phim. Mà với Thương Con Cá Rô Đồng này, dù gì khi mà cái tâm lý khi xem phim á chị Thúy, là người ta thấy là cái người mà bị đánh nhiều quá đó, họ cũng bị sót chứ. Ví dụ đặc biệt là ngày xưa mọi người xem phim thì mọi người thấy là chỉ theo cái nhân vật, nhưng mà bây giờ mọi người còn bắt đầu tìm hiểu thêm về cái phần hậu trường đó, mọi người sẽ biết là diễn viên có bị khổ, bị cực rồi cái này cái kia như thế nào. Nhưng mà thật sự đối với chị Thúy á, là mình đóng cái vai mà mình tạm gọi là mình đi đánh người khác với cái vai bị đánh, thật ra là vai nào nó mới khổ hơn. Vai bị đánh là đương nhiên khổ rồi. Thì mình... đánh mình chỉ chịu trận thôi chị. Nhưng mà còn cái người đánh thì cái vai bị đánh đó, nó sẽ có đau khổ ở chỗ là, tại vì không phải là anh chị nào cũng cái hình thể tốt, cho nên là rất thường xuyên tới bị tình trạng là đánh thật. Yeah. Có lần Thúy đã bị diễn cái cảnh đó, Thúy nhớ là anh chồng đập đầu cô vợ đến nỗi mà cô vợ chết, và bị đập đầu thật, đập xong một phát nằm ra tưởng mình chết rồi. Ủa vậy luôn hả chị? Rồi một lần khác thì diễn là bị đánh ghen, và các anh chị diễn viên extra thì là lúc đầu mình nói là đánh dày 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 nha để cho đừng có bị đau, một lát tới ra là toàn đánh thật không phải đau thật, cảm giác nó rất là có. Giống như là diễn viên phụ mà chưa có kinh nghiệm nhiều cho nên là họ cứ diễn thật cho nó chắc hả chị? Thật ra có khi là các anh chị, cái cảm xúc của anh chị mạnh quá thì cái sự khống chế nó không có đủ, thành ra là gây đau đến mình. Thì lúc đó chỉ tự bảo vệ thôi, nó che đầu che cổ vậy đó, miễn sao thì giữ nguyên cái mặt để đợt sau quay cảnh sau là được rồi. Yeah. Đó, còn mà bị đánh thì lại cũng có một cái, thật ra nếu mà gọi là cái khó về áp lực á, về cái việc mà đánh những người khác á, Thúy rất là sợ. Tại vì đánh làm sao để cho cái hiệu quả hình ảnh nó tốt, khán giả tin rằng đó là một cái trận đòn cay nghiệt của bà gì, nhưng mà lại không được làm đau cái diễn viên của mình, không được làm ảnh hưởng đến cái sức khỏe và tất cả mọi thứ của bạn ấy, thì nghĩa là phải kết hợp rất là nhiều thứ, cả về góc quay, cả về các phương tiện bảo hộ, và cả về cái kỹ năng của diễn viên, người chịu đòn lẫn người bị đòn, cái người đánh lẫn người bị đánh, thì Thúy khá là áp lực những cái cảnh đó. Yeah. Tuy nhiên là được đó là ở đoàn thì các bé nhỏ đến cả nhớ lớn cũng vậy, trong tinh thần chịu đòn rất là tự nguyện. Nói chung là đôi khi mình đánh thật để quay được một lần thôi có vẫn đỡ hơn là quay cả chục lần, nó mệt hơn. Đánh nó nhẹ nhẹ nhưng mà nó chục lần nó cũng mệt chị. Thi thoảng thì vẫn phải chịu những cái đó. À, nói về đánh thật, tôi nhớ là có cái cảnh là Lê Phương đánh chị Hai, đánh bé em vì nó đi chơi. Thì Lê Phương lúc đó tưởng đâu là Hoàng Yến đã bảo hộ rồi. À. Cho nên quất rất thẳng tay. Mình thì thấy rõ ràng là Hoàng Yến chưa có bảo hộ, mà không hiểu sao lúc đó là lại quên. Cái xong mình thấy Lê Phương quất pháp một phát, bà Yến vẫn ngồi nhổm lên như nè, mà mặt đau đớn thật sự, mà mình đứng đằng sau mình thoát hết cả tim. Xong Yến vẫn cắn răng diễn, mà mình thấy rõ ràng nước mắt nó chảy xuống. Yến à, con diễn cảnh đó thật lắm Yến ơi. Yến ơi, dạo này là tình cảm em với lại chị Phương ổn không Yến? Dạ thì cũng vậy đó chị. Tức là chị em còn nhắn tin cho nhau không em? Dạ vẫn còn, vẫn yêu thương nhau lắm. Ok, vậy là ổn không sao. Vâng, bây giờ thời lượng không có nhiều nữa, cho nên là có lẽ là sẽ nhường cho một bạn thính giả cuối cùng ạ. Alo. Dạ, alo, em chào mọi người ạ. Em chào cô Thúy, em chào chị, em chào mọi người. Ok, bạn ơi tên gì, ở đâu nè? Dạ, em tên là Trúc ạ, em ở thành phố Hồ Chí Minh. Rồi, bây giờ mình ở quận nào bạn ha? Dạ, em ở Gò Vấp, Trần Yến. Ê, chết. Có phường 15 không bạn ơi? Bạn... Dạ không ạ, em phường 5 ạ. Ôi, phường 5 hả? Nó có gần phường 3 không bạn? Dạ cũng không ạ, nó cũng hơi xa. Cho dù có kể cả ở phường 15 hay phường 3 đi chăng nữa thì vẫn bình tĩnh, không vấn đề gì cả. Mọi người phải cùng nhau bình tĩnh, quan trọng là 5K ha. Rồi, bây giờ còn có vài phút nè, bạn muốn hỏi ai nè, hỏi lẹ nè. Dạ chắc là em hơi tha một xíu, em có thể hỏi cả ba người được không? Chắc là sợ không đủ thời gian đó. Bây giờ bạn cái thắc mắc cái nào mà bạn thấy thắc mắc trước, các bạn ưu tiên hỏi trước đi nè.
À dạ, vậy em xin phép hỏi em xin phép hỏi Yến ừ. là thực ra là cái vai Út Lành ở trong phim này á thì nó hơi như Yến hồi nãy có nói là nó hơi đáng ghét á, nó hơi phản diện, thì Yến có sợ là khi mà khán giả xem xong á khán giả chửi nhiều quá nên là Yến sợ khán giả sẽ có cái nhìn khác về mình hay không? Đúng rồi. Yến có nghe không? Dạ em có nghe. Ừ, chị Thúy dù sao cũng dày dặn kinh nghiệm rồi, có nghĩa là chị bị chửi nhiều rồi chứ chị không làm sao, với lại tầm này rồi mà còn sợ bị chửi vì vai diễn gì nữa đúng không chị? Còn Yến gọi là tấm chiếu mới nè. Dạ. Trước tiên thì Yến cảm ơn Trúc đã đặt câu hỏi cho Yến. À, cái vai diễn này thật ra lúc mà quay thì Yến không có nghĩ quá nhiều về cái chuyện là sẽ bị người ta chửi. Cho tới khi Yến xuất vai Út Lành xuất hiện và bắt đầu tò mò vào đọc comment thì vâng, và Lành bị chửi. Mà bị chửi, chửi ý là nó không phải là chửi bình thường luôn, nó là chửi thấy ghê luôn á. Xong rồi em có bị sốc á chị. Thôi trời, dạ. Ba diễn luôn mà em cũng bị sốc luôn hả? Em có bị sốc một xíu, em không nghĩ là tại vì em không nghĩ là bé Lành sẽ bị chửi tới như vậy. Em sẽ nghĩ xương xương giống như là trời ơi con bé Út đáng ghét quá kiểu vậy thôi. Ừ. Em không có nghĩ là chửi trời ơi con quỷ Út Lành đáng ghét mất dạy chửi quá trời chửi. Xong rồi em có hơi suy nghĩ, nhưng mà có nhiều người trong nghề bảo em là đóng vai phản diện mà người ta ghét như vậy là thành công, là em sẽ vui. Ừ. Nên là em cũng đỡ bị sốc và em cảm thấy hơi an ủi, tại vì Út Lành cũng bị ghét nhưng mà em chỉ mong là mọi người hiểu đó, chứ nó chỉ là vai diễn thôi chứ nó không phải là em, nên là mọi người đừng có ghét em quá nha. Ok, nhưng mà bây giờ mình tận hưởng được niềm vui khi bị chửi đúng không? À, dạ cũng vui. Không, bây giờ em quen rồi chị, riết là chiếu được 2-3 tập là em quen với sự chửi đó rồi. Tự nhiên mà mọi người thương mình mới sợ đúng không? Dạ, chưa tới lúc thương đâu, Út Lành còn quậy lắm. Đúng rồi, cái thật ra là mình mới có tập 9 đúng không chị Thúy ha? Đó, tập 9 thì mình còn một cái hành trình rất là dài nữa. Và chưa biết là diễn biến lúc đó, ví dụ như bà Tư này là bả như vậy hay bả thay đổi hay là bả càng tệ hơn hay là sao đó. Một trong những câu hỏi mà khán giả hay hỏi là chừng nào có Út Lành với bà Tư chết. Trời ơi. Trời, tới vậy luôn hả chị? Hỏi chừng nào hai đứa này nó chết vậy? Đó, em đọc mấy cái đó đó chị. Con đọc mấy cái đó đó con Thúy. Thương con. Nói chung là mọi người muốn sao thì cũng phải chờ tới 7 mấy tập hả chị ha? Hình như là 38 tập chứ. À, 38 tập. Nói chung là còn rất là dài. Và lúc từ đây tới đó thì có dịp thì chúng ta sẽ tiếp tục trò chuyện cùng với nhau để có thể là biết thêm là diễn biến tới lúc đó như thế nào. Nhưng mà Trúc ơi, hết giờ rồi cho nên là chào tạm biệt Trúc ở đây luôn nha. Xin lỗi bạn rất là nhiều, ngày hôm nay thì rất là tiếc là không có thời gian kết nối nhiều, với lại nhường cái thời gian cho bạn thính giả đầu cũng hơi dài chút xíu. Thôi thì trước hết là cho là Yến với lại Đan nói lời chào tạm biệt với các thính giả đi nè. Dạ. Ừ. Em rất là cảm ơn các thính giả đã theo dõi bộ phim Thu Con Cá Rô Đồng cũng như là theo dõi buổi nói chuyện ngày hôm nay. Ừ. Và em mong là mọi người sẽ yêu thương bộ phim Thu Con Cá Rô Đồng và cũng như là tất cả các cô chú anh chị diễn viên trong ekip ạ. Ừ. Rồi, gương mặt còn lại nào? Em cũng là muốn cảm ơn rất là nhiều các cô chú anh chị bạn bè mấy bé nhỏ đã xem và ủng hộ Thu Con Cá Rô Đồng cũng như là các bạn mà đang rất là tội và thương cho nhớ. Cảm ơn rất là nhiều và xin chào, hẹn gặp lại mọi người. Rồi, cảm ơn nhớ, cảm ơn Út Lành rất nhiều nha. Và chắc là giờ chị Thúy sẽ nói là chào tạm biệt chị ha. Tôi gửi lời cảm ơn đến tất cả mọi người đã thương phim, thương Con Cá Rô Đồng, thương diễn viên, thương phim Việt Nam nói chung. Và hy vọng rằng là mọi người vẫn sẽ đồng hành, vẫn sẽ yêu thương phim Việt để ủng hộ cho các nghệ sĩ có thể sáng tạo những bộ phim nhân văn xúc động. Và một cái lời nhắn gửi ngay cấp thiết lúc này là suy nghĩ rằng là hãy đồng hành với chính quyền. Thúy nghĩ rằng là những cái điều rất là nhỏ thôi, tự bảo vệ mình và cộng đồng, tiết kiệm từng cái khẩu trang, tiết kiệm từng cái bộ kit xét nghiệm, tiết kiệm công sức
cho tất cả những người trong ngành y tế lẫn chính quyền. Và việc đó không phải cho ai cả, cho chính bạn, cho bản thân mình, cho cộng đồng. Ngay từ thời điểm này chúng ta ở nhà, mở tivi lên, xem phim và bảo đảm an toàn cho mình mọi người nha. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Vâng, một lần nữa xin được cảm ơn các diễn viên của Thương Con Cá Rô Đồng. Và chúng ta khép lại phần nội dung khách đến chơi nhà tại đây.